thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, trong đời mỗi con người đều phải dành ra 1/3 thời gian của mình để nghỉ ngơi. Vì vậy, phong thủy phòng ngủ không là không gian quan trọng cần được sắp xếp cẩn thận để đem lại cho gia chủ những giấc ngủ an lành cũng như là những năng lượng tốt cho tài lộc. Nếu bạn thường xuyên ngủ không ngon giấc, mất ngủ không rõ nguyên do, vậy hãy xem lại phong thủy phòng ngủ nhà bạn có phạm vào những lỗi dưới đây hay không. Nếu có thì cần cải thiện ngay để có thể lấy lại được những giấc ngủ ngon. Thứ nhất, lắp gương đối diện giường ngủ. Gương được đặt đúng chỗ sẽ giúp cho vượng khí ngôi nhà tăng lên. Dân gian quan niệm gương như một cánh cửa vô hình dẫn đến một nơi khác. Do đó, không nên để gương trước cửa phòng ngủ vì có thể chiêu mời những điều không được tốt đẹp đến. Xét về góc độ sức khỏe, khi một người mới thức dậy, ý thức của anh ta rất mơ hồ, tâm lý chưa thực sự tỉnh táo và bộ não là cơ quan nhạy cảm nhất. Việc bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương có thể làm cho họ bị giật mình, gây sợ hãi, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì vậy, gương, tivi, ảnh chân dung là những vật dụng không nên đặt đối diện với giường ngủ. Thứ hai, giường kê sát cửa sổ. Nhiều người nghĩ rằng việc kê giường sát cửa sổ sẽ thoáng đãng, có tác dụng tốt cho giấc ngủ. Nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Giường ngủ không nên kê gần cửa sổ. Nguyên nhân chính là do giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng hay những tác động từ bên ngoài khác ảnh hưởng đến giấc ngủ. Không khí đối lưu mạnh gần cửa sổ, nếu ngủ bên cửa sổ trong thời gian dài, sức khỏe giảm sút, dễ bị cảm lạnh, đau đầu và nhiều bệnh khác. Mọi người sẽ cảm thấy không an toàn khi ngủ cạnh cửa sổ, từ đó tâm tình hay lo lắng, khó chịu, chất lượng giấc ngủ sẽ bị giảm sút. Kê giường cạnh cửa sổ sẽ có nguy cơ mất an toàn. Trẻ em ở nhà có thể dễ dàng mượn giường để trèo qua cửa sổ. Hậu quả sẽ rất tai hại. Thứ ba, lựa chọn màu sắc, ánh sáng không phù hợp với căn phòng. Việc lựa chọn màu sắc quá sáng hay quá tối trong phòng ngủ và đồ gia dụng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ của chúng ta, đặc biệt là đối với những người hay gặp các vấn đề về giấc ngủ. Chức năng chính của phòng ngủ là để nghỉ ngơi và ngủ, vậy nên ánh sáng được sử dụng không nên quá chói, quá sặc sỡ. Phòng thu hút quá nhiều ánh sáng hay lắp đặt quá nhiều đèn trong phòng thì khó ngủ là chuyện dễ hiểu. Ánh sáng trong phòng ngủ tốt nhất nên nhẹ và dịu, hạn chế mở nhiều đèn. Ánh sáng màu vàng ấm áp sẽ giúp thư giãn đầu óc, giúp đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Tường phòng ngủ tốt nhất nên là màu trắng, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh lam nhạt. Gam màu trắng có thể bù đắp cho việc thiếu ánh sáng ở một mức độ nhất định và làm cho căn phòng trông sáng sủa hơn. Thứ tư, trồng nhiều cây xanh trong phòng ngủ. Nhiều người muốn mang cây xanh vào không gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc đặt nhiều cây trong phòng ngủ có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Như bạn đã biết, cây xanh thường sinh trưởng mạnh vào ban đêm, dù ngừng quang hợp, nhưng quá trình hô hấp vẫn diễn ra. Cây sẽ hấp thụ khí oxy trong không khí và thải ra khí carbonic, không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, thói quen đóng kín cửa phòng có thể khiến bạn không đủ oxy để thở, sẽ gây cảm giác ngột ngạt, thậm chí nặng hơn có thể dẫn đến tử vong. Đây cũng chính là lý do tại sao thực vật không nên ở trong phòng ngủ của bạn. Ban đêm,
bạn nên mang cây trong phòng ngủ ra phòng khách để đảm bảo sức khỏe của mình và các thành viên trong gia đình. Thứ năm, có nhiều thiết bị điện tử trong phòng. Về nguyên tắc, bất kỳ thiết bị điện nào cũng nên được đặt cách xa giường ngủ của bạn. Một số người luôn phàn nàn về chất lượng giấc ngủ kém, đôi khi có thể là do lò sưởi điện, quạt điện, máy lọc không khí, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị điện khác được đặt bên cạnh giường. Có thể bạn chưa biết, từ trường của một lò sưởi điện nhỏ có thể cao tới 200mg hoặc hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta. Tốt nhất nên để ít đồ điện trong phòng ngủ. Nếu có nhu cầu sử dụng thì nên đặt cách giường ít nhất 1 mét. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh không gian trong phòng, gầm giường cũng là vị trí cần được lưu tâm. Ngày nay để thuận tiện và tiết kiệm không gian sống, nhiều người lựa chọn thiết kế gầm giường để chứa đồ, khiến cho không gian ở đó bị thu hẹp đáng kể, không khí dễ dàng lưu thông mà bị ứ động, thậm chí còn có những vật có tác động xấu đến mức sức khỏe gia chủ. Vậy những vật kiêng kỵ đặt dưới gầm giường đó là gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Không để tiền dưới gầm giường. Tiền là tài sản giá trị, vì vậy mọi người thường tìm nơi cất giữ kín đáo, an toàn. Và gầm giường là nơi được khá nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, theo khoa học phong thủy, việc cất giữ tiền dưới gầm giường lại là điều cấm kỵ. Bởi giường ngủ vốn là nơi bồi đắp tình cảm, tạo sự gắn bó mật thiết trong mối quan hệ gia đình vợ chồng. Do đó, sự có mặt của đồng tiền sẽ khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Vì sự có mặt của đồng tiền dưới gầm giường sẽ khiến vợ chồng mất đi hòa khí, thường xuyên cãi vã. Thậm chí vợ chồng có thể dẫn đến ly hôn. 2. Để đồ vật bằng sắt dưới gầm giường. Thời xưa, đa số người xưa đều dùng đồng, trừ vũ khí làm bằng sắt, vì sắt rất dễ rỉ sét. Công nghệ chế tạo sắt cổ đại không có gì siêu việt nên người xưa không sử dụng sắt. Hơn nữa, gầm giường nói chung không có ánh sáng nên khi để đồ bằng sắt trong môi trường ẩm thấp tối tăm chắc chắn sẽ bị rỉ, lâu ngày sẽ mục nát. Trong phong thủy, đồ sắt tượng trưng cho điều đại kỵ, ngột ngạt, rất bất lợi cho sức khỏe. Người xưa còn cho rằng đặt đồ dùng bằng sắt dưới gầm giường sẽ dễ mang đến tai họa, rắc rối không đáng có cho gia đình. 3. Những vật cũ hỏng không đặt dưới gầm giường. Thói quen của nhiều người đặt những đồ vật cũ đã hỏng thì không nên để trong nhà mà để gầm giường để tiết kiệm không gian sống. Tuy nhiên, theo phong thủy, để những vật như vậy ở dưới gầm giường sẽ làm cho chuyện tình cảm gặp rắc rối, tiền bạc bị rò rỉ, tiểu nhân quấy phá. Cuộc sống vợ chồng bạn chẳng mấy khi hạnh phúc hòa thuận. Thói quen của nhiều gia đình thường đặt quần áo cũ hoặc bẩn dưới hộc giường để tiết kiệm không gian sống. Tuy nhiên, bạn không nên đặt những vật dụng chứa đồ bẩn như thùng rác dưới gầm giường vì chúng có mùi khó chịu, có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do tiết kiệm không gian nên một số gia đình thường xếp sách vở không dùng đến dưới gầm giường để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, việc này sẽ làm con đường học tập, công danh của các thành viên trong gia đình gặp trở ngại. Hơn thế nữa, sách vở để dưới gầm giường sẽ khiến thần tài trách phạt bạn, gia chủ làm ăn không thuận lợi, khó lòng thăng tiến. 4. Không đặt các đồ vật bẩn thỉu dưới gầm giường. Những gia đình có trẻ con hay người già
thường có thói quen đặt chậu để đồ bẩn chất thải dưới gầm giường vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, các món đồ bẩn, vật dụng có mùi khó chịu, thậm chí mang theo nấm mốc đặt dưới gầm giường lâu dài sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe của người trong phòng. Nếu không thể bỏ hẳn những thói quen này, nên sử dụng thùng rác có nắp đậy, bỏ túi ni lông vào trong để đựng rác thải và phải xử lý ngay chỗ rác này khi thức dậy vào buổi sáng để không gây ảnh hưởng đến trường khí tốt lành trong căn phòng. Quý vị thân mến, phòng ngủ được xem là nơi tàng phong tụ khí trong nhà ở. Do đó, cách bố trí, sắp xếp không gian nội thất rất cần được chú trọng để giúp vượng khí tụ lại được lâu và nhiều hơn, mang đến thuận lợi may mắn cho các thành viên trong gia đình. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kế tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.